Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với Minecraft Crazy Craft nha. Trong thời gian giữa hai tập á, thì mình có farm thêm một ít xương rồng trong cái khu vườn của mình nè. Với lại mình có qua nhà của anh YouTuber ở bên kia để lấy một ít cái redstone về ấy. Và giờ thì mình đã có được redstone, xương rồng cũng như là thuốc súng ở dưới rương mà hôm ra mình săn được nữa, để mình có thể chế tạo một thứ giúp mình đi mine dễ dàng hơn. Đó chính là Miner Cream. Thứ này giúp mình có thể đào mine rất là dễ dàng luôn á. Và công thức thì khá là đơn giản nữa, nên giờ thì mình sẽ chế tạo luôn. Đầu tiên thì mình cần nén những cái redstone này lại thành khói trước. Hồi nãy mình lấy hơi ít nên giờ thì chịu khó chế tạo ít ít một xíu các bạn ơi. Khi nào mình cần đào mai thì mình sẽ lấy thêm từ chỗ nhà anh YouTuber. Còn giờ thì mình sẽ cho vào công thức. Mình còn thiếu thuốc súng nè. Rồi giờ đã đủ công thức rồi đó. Tên tên, mình được 5 cái miner cream luôn. Rồi giờ thì mình sẽ cất bớt xương rồng vào cái rương này đi. Đó, redstone cũng như là thuốc súng vào. Rồi sau đó thì mình sẽ đi xuống một cái đường mà mình đã đào sẵn trong thời gian giữa hai tập để mình có thể tiến hành đào mai nhá. Và hiện tại cúp mình vẫn chưa có gia tài nữa, chắc sắp tới mình phải sắm cho mình một cái cúp gia tài mới được. Rồi xuống tới dưới này rồi, giờ thì mình chỉ cần ấn thôi. Tên tên nó kim cương kìa các bạn ơi. Rồi đào thôi. Wow, thiên đường của người đào mỏ là đây chứ đâu. Ủa, có cái quặng gì nữa nè, quặng 7 màu luôn. Ê, block kim cương. Wow, wow, được block kim cương luôn. Ui, tuyệt cú mèo luôn á. Đã chưa, đã chưa. Rồi, làm thêm một phát nữa nha. Đường nào là, cái đường nào là đường chính giữa ta? À, ngay cái đuốc nè. Rồi, boom. Wow, emerald nữa. Rồi, lấy về. Nó, các bạn có thích cái Miner Dream này không? Nếu thích đó thì mình sẽ cố gắng farm thêm thật là nhiều những cái xương rồng cũng như là lấy redstone từ chỗ của anh YouTuber về để mình chế tạo và đi mai nữa nhá. Ui, cái này cái gì ấy? Cái này là Purple Crystal, dùng để chế tạo một cái khói gì đó và giúp mình có thể chế tạo Wakanda map. Ôi, thế giới của Wakanda hay sao? Ồ, được nghe. Rồi, đi tới một xíu nữa thì mình sẽ dùng một cái Miner Cream tiếp nha các bạn. Đây, còn 3 cái lận, thoải mái mà dùng. Boom. Wow. Ôi, đây thật sự là một giấc mơ của người đào mỏ các bạn ơi. Ui, nó còn có cái khối gì nữa nè. Ây da, ui. Ui, khối này có độc. Ây, cha. Khói có độc các bạn ơi. Nguy hiểm thiệt á. Có cả một cái hồ lava ở đây luôn. Ui, đã thiệt. Mình còn hai cái nữa nè, để mình dùng nốt luôn. Nhưng mà cần phải có khói che trước mặt trước cái đã. Sẽ đập tạm mấy cái cục đá này để về qua đây đi. Và sau đó mình sẽ đào một đường thẳng luôn, chứ giờ đổi hướng thì nó kỳ quá. Còn thiếu một cục hả? Đây, đào cục này ra. Rồi gắn vào. Và ten ten. Ở trên làm gì có đá củi kìa. Ủa, trên là cái gì ta? Ủa, ở trên sao có đá cội? Từ từ sẽ khám phá sao. Và kim cương ở bên nhìn thích mắt ghê luôn á. Rồi, giờ dùng cái Miner Cream cuối cùng rồi các bạn ơi. Rồi, chuẩn bị nè. Tèn tèn. Ủa, cái này cao hơn rồi. Ủa, mình dùng hơi cao rồi. Nhưng mà không sao, dù sao thì nó cho mình rất là nhiều kim cương luôn nè. Ui, nó còn có dẫn tới một cái Ravine nữa chứ. Ui, kim cương. Wow, nguyên một khối kim cương luôn. Mấy cái khối thì mình sẽ lấy trước nha, tại vì cái nó dễ lấy với lại cho nhiều kim cương nữa. Rồi, lấy về. Và đây là redstone nữa hả? Redstone thì chắc giờ mình chưa cần đâu. Và đây là quặng gì đây? Mỗi thứ mình sẽ đào một ít thôi. Cái này là sapphire. Mình sẽ lấy về để mình làm mẫu ấy, rồi sau này mình xuống đây mình dễ dàng mình tìm cái loại quặng cần thiết. Cái này có emerald nè, mình sẽ lấy trước một mẫu về để dành luôn. Quặng màu tím này là quặng gì đây? Ui, đừng nói đào không được nghe. Ôi, đúng rồi, quặng này mình đào không được. Ồ, tiếc vậy. Ui. Ủa, cái... Ủa, sao cái này nó khác cái quặng redstone ta? Ruby, cái này là quặng ruby. Ồ, chứ không phải redstone, thảo nào mình thấy nó hơi khác ấy. Ồ, và đây là quặng vàng nè, lấy về một ít để làm mẫu. Bên đây có mấy cái gì đấy?
Cái này giống pha lê vậy, đúng không? Enneron Crystal dùng để làm gì? Dùng để chế tạo một cái crossbow. Cái này thì mình chưa biết công thức đâu nên thôi đặt lại đi. Cái quặng màu vàng là quặng gì đây? Quặng màu vàng là quặng Limonite. Quặng kim cương nè. Wow, quặng kim cương. Cái này là quặng dẫn tới thế giới Wakanda thôi. Còn này là có gì nhìn ngộ vậy? Cái này là Platinum. Thôi không cần, Emerald có mẫu rồi. Quặng gì mà nhìn mờ vậy? Cái này là quặng Magnesium. Cái này là quặng sắt nè. Cái quặng này thì nhìn khá giống quặng than nhưng mà không biết là cái gì đây. Black Iron. Cái đó là sắt đen các bạn ơi. Kim cương đấy nè. Thôi giờ thì mình sẽ tập trung vào việc lấy kim cương đi. Bỏ kim cương dưới này nhìn cũng chịu không nổi các bạn ơi, nên phải lấy về mới được. Và được một cái Extreme Thought nè. Rồi lấy kim cương bên đây nữa. Ôi vậy là sắp tới mình có thể đào khoáng sản rất là dễ dàng luôn. Chỉ cần chịu khó farm những cái gì ta, cái đó là cái xương rồng ở cái vườn mình á. Rồi sau đó xuống đây đặt xuống thôi đó, là có thể khai thác. Ui. Ui, kiến đỏ đâu ra vậy? Ui. Ủa, kim cương mà. Ủa, mấy cái con kiến này nó ăn hết kim cương mình rồi. Thì cái tình mấy con kiến đỏ độc ác này, có mấy cái quặng kim cương thôi cũng lấy của người ta nữa. Thì cái tình á, cái này là Uranium. Mà cái quặng này là Sapphire mình đào rồi. Quặng này là quặng gì đây? Cái quặng này là Limonite hồi nãy. Tự nhiên mất hết mấy cái quặng kim cương luôn. Ui phí ghê luôn á, Titanium nữa nè. Ủa cái gì giống Emerald vậy? Cái này là cái quặng gì khó đọc quá. Nhưng mà thôi mình sẽ đặt lại cho người ta đi. Rồi coi còn chỗ nào có kim cương nữa không. Ủa cái này nhìn sơ qua giống cái khối mắt ma ngay luôn á. Cái này là Lightning Stone. Cục đá ánh sáng hả? Đá ánh sáng sao mình thấy đặt xuống là nè, cái xung quanh nó có vùng tối luôn chứ ánh sáng gì. Đây kim cương đây. Hy vọng đừng phải là. Ừ đúng rồi, không có kiến, may quá may quá. Hình như mấy con kiến đỏ trong đây nó sẽ cạp mất cái kim cương ở trong cái quặng á mọi người. Đào một phát là mất hết kim cương luôn, nên phải lưu ý mới được. Tự nhiên mất hết một vài cái uổng ghê luôn á. Rồi giờ thì tiếp tục thôi. Mình sẽ lấy cây cúp ra và đào tiếp. Ui nữa. Ui lần này thì may quá, lần này thì không mất. Nhưng mà nó ra nguyên một đàn kiến đỏ luôn. Ui nguyên một đàn kiến đỏ nè. Ui mình phải giết hết mới được. Mấy kiến đỏ này chắc sợ nó chui vô mấy cái quặng khác rồi nó ăn hết luôn á. Là mình tay trắng đi lên luôn. Rồi thì diệt đàn kiến này mới được. Kiến nè, kiến hả, kiến. Rồi đây là nguyên một chồng khoáng sản luôn, sắt vàng và nhiều loại khoáng sản khác nữa chụm lại một chỗ. Nó đào mấy cái khu vực như vậy thì rất là hết. Nãy giờ thì mình Tron block. Ồ, cái này là Tron block thôi, nó chỉ giả mạo thôi chứ không phải là kim cương. Ôi trong đây cũng có kim cương giả nữa chứ. Mình cứ tưởng chỉ có cái anh lúc đầu mình gặp là xài vàng giả thôi mà về. Ui nữa nè. Thì ra đây cũng có kim cương giả nữa các bạn ơi. Ui thời này mà cũng có kim cương giả nữa sao. Ôi, không tin được luôn á. Cái này quặng gì nhìn lạ vậy? Chưa đào ra thử, đào ra thử. Đó là quặng Titanium. Như hết kim cương rồi. Và đây là cái quặng bảy màu nè. Mình rất là thắc mắc cái quặng này là cái quặng gì. Randomize Orc. Cái này phải mình có cái cúp gia tài á thì mình mới dễ biết được cái này nó sẽ rơi ra cái gì sau khi mình đập ra ấy. Nhưng mà giờ mình chưa có nên giờ mình cứ lấy những cái quặng cơ bản như làm mẫu đi, rồi sau đó mình sẽ xuống đây đào những cái quặng cần thiết thôi. Ở đây còn kim cương giả mạo nữa nè. Thì cái tình luôn á, quá trời kim cương giả mạo luôn, nhìn mà tiếc. Thôi kệ không sao, dù sao cũng có hình dạng kim cương là vui rồi. Đây đây còn nữa nè. Ui đừng tạo ra hy vọng rồi để người ta khắc vọng chứ. Nè nữa nè. Ui nhìn mấy cái quặng kim cương giả mạo này mà nhìn sót luôn á. Ồ may quá cái này không phải giả mạo. Mình để ý rồi, mấy cái quặng kim cương ở trên thường thường là kim cương giả mạo các bạn ơi. Còn mấy cái dưới thấp thấp như này vậy nè thì nó sẽ là kim cương thiệt. Được được. Ở đây còn nguyên một chòm kim cương nữa nè, lụm luôn. Ui không gì tuyệt vời bằng luôn á. Rồi coi nãy giờ mình được 46 quặng kim cương và 5 block kim cương rồi.
ở đây nữa. Rồi 47, 48. Và hình như ở trên đang mưa kìa, có sấm sét luôn. Mưa lớn lắm. Wow, không biết rảnh có con quái vật gì không đây. Hay là cái con đờ khiên nó tới tìm mình ta. Hôm trước mình lỡ triệu hồi nó ra từ một cái lucky block ấy. Có khi nào tìm tới mình không? Ui, đừng như vậy nha. Không vui đâu á, giờ thì biến thành con bướm rồi bay lên trên thôi các bạn ơi. Rồi bay lên trên thôi. Giàu to rồi, giàu to. Ui. Tại vì khi mà mình chưa biến xong á thì mình sẽ bị rớt xuống. Nhưng mà khi biến xong rồi thì vẫn có thể bay lên bình thường. Rồi đi lên trên và kiểm tra coi anh Trảnh có tình hình gì mà sấm chớp ghê vậy. Đi lên trên kiểm tra coi. Ủa có chuyện gì ta? Ui, nguyên một cơn bão sao rồi? Ấy da chi. Ui, quên mất, bướm thì rất là sợ nước. Ồ may quá, spawn ngay giường luôn. không cho ngủ hả? À quên, phải về dạng người mới ngủ được. Rồi, đợi về dạng người nè. Rồi, ngủ thôi. Vậy. Ui, đi mai vậy thích thiệt luôn á. Vậy là mình phải gán nhân giống cái giường xương rồng của mình thiệt là lớn, cũng như là lấy hết redstone về và khai thác số redstone ở phía dưới luôn nhá, để mình có thể đào thiệt là nhiều những cái quặng ở phía dưới về luôn. Rồi cất vô. Giờ thì kim cương mình sẽ để dành, khi nào mà có fortune á thì mình sẽ dùng cái cúp đó để đào ra nhá. Ui, cái đuốc ở dưới mà mình lỡ chôm về rồi. Ok, em sao đâu, cắm trên cái bàn chế tạo đi. Đó, cắm như vậy sẽ rất là sáng. Còn giờ thì mình sẽ chuẩn bị đồ để chuẩn bị cho một chuyến khám phá tiếp theo nha các bạn. Ở tập trước á, thì mình đã đi khám phá được một đoạn về hướng Tây Bắc rồi. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ đi xuống phía dưới hướng Nam đi, để mình khám phá thêm một vài thứ mới lạ nữa. Và lần này thì mình sẽ biến thành một cái con... Ủa, đâu rồi? Đây, con Manstead này nè. Con này có khả năng bay tốt, với lại cho mình nguyên là 10 máu với 2 trái tim tặng thêm ấy. Rồi, giờ thì đi luôn thôi nào. Đi về hướng Nam là về hướng bên đây đúng không? Mình có thể dịch chuyển lại cái chỗ này nè cho nó nhanh đi. Rồi, giờ thì đi thôi. Đúng chưa? Rồi, đúng rồi đó. Và lần này có cái chỗ của mấy cái con rồng nước nè, giờ mình chưa có đủ mạnh để farm ấy, cho nên thì mình sẽ không xuống phía dưới nhá. Và phía trên này có cái... trong đây có những cái công trình kỳ lạ nhưng mà mình chưa có đủ can đảm vào, nhất là cái quả cầu ấy. Vô trong đó là bị xây mòng mòng luôn, nhiều khi là bị mắc kẹt ấy, nên tốt nhất là không nên vào đâu. Rồi giờ thì mình... Ủa? Ở đây làm gì có rương nè? để mình xuống đây mình coi coi, cái này là cái gì đây? Mở rương, cho mình sắt á. Hình như đây là một... đây là một cái công trình. Ui, được, công trình thì xuống chiến đấu thôi. Rồi, nhảy xuống và tiêu diệt cái tên zombie. Mà... Ôi, con này, skeleton mà. Ui, tự mở cửa được hả? Mở cửa cái đây. Ai mở cửa cái đây? Mở cửa cái đây. Cái đây. Mở cửa cái nào? Mở cửa cái nào? Ui. Mở cửa ra, ai cho uống thuốc hả? Mấy tên này hiện đại ghê luôn. Xây căn cứ ở bên trong cái vách núi luôn các bạn. Lần đầu mình gặp kiểu như vậy luôn á. Ở đây còn một tên nữa nè. Ui, canh gác ở đây hả? Canh gác mà yếu quá thì làm sao mà canh gác được. Ui, tên kia sợ quá nhảy dưới rồi. Rồi mấy tên đó thì chắc mình sẽ tha đi. Rồi giờ thì tiếp tục khám phá nốt cái chỗ này coi trong đây có đồ gì quý không. Rồi chỗ này thì không có rương. Đường này đường đi ra ngoài, vậy là mình phải đi về hướng bên đây nè. Đó, đây thì mới có đường xuống. Mình sẽ cắm thêm đuốc lên. Wow, đây có hai tên lính nè. Hai tên lính này chỉ cần vài hit thôi. Rồi. Ở trong đây chẳng lẽ không có rương ta. Ui, bét bò kìa. Hình như bét bò cho mình khả năng miễn nhiễm với các cái hiệu ứng độc á. Này có thức ăn. Ui, quên lén. Hình như bét bò cho mình khả năng là... đúng rồi, lỡ bỏ những cái hiệu ứng độc. Ui, tuyệt cú mèo luôn. Được thêm một viên kim cương đây nè. Rồi, có bét bò là đỡ bị chúng độc hơn rồi đó. Giờ thì sẽ xuống sâu hơn một đoạn nữa. Và đây là khu vực đào bới của mấy cái tên này hay sao ấy. Ui, còn nuôi chó sói nữa chứ. Ui, thì ra mấy tên này nhốt chó sói bên trong này. Ui, chọc giận mấy chó sói rồi kìa. Ui, thôi. Đừng, bình tĩnh nào. Đừng, mình, vô đây. Rồi, bị dụ nha.
đóng lại nè. Ui, tự nhiên chọc giận chó sói rồi. Con bé này bình thường. Ui, chết, mình phải gỡ cây kiếm này ra. Rồi, đứng lên. Ui, mình lỡ đánh trúng một cái nữa. Để mình tìm cái chỗ nãy để mình lấy thức ăn rồi cho bé sói ăn để hồi máu lại các bạn ơi. Để không thôi bé sói bị chết á. Đây, chỗ này có rất là nhiều thịt sống nè. Đó, mình sẽ lấy một ít xuống dưới cho bé sói ăn nha. Ôi, tuyệt tình á, cầm hai cây kiếm nên lỡ đánh trúng một xíu thôi mà gần chết rồi kìa. Đây, cho ăn thịt nha. Rồi, hồi máu lại. Và mình có thể cho bé này đứng lên luôn. À, mình có xương nè. Thuần phục được không? Ôi, bé sói, chó sói này mình không thuần phục được rồi. Ôi, giờ bé chó sói này có chủ rồi các bạn ơi. Nhưng mà mình sẽ buộc bé này lại. Không buộc được luôn. Ôi, vậy thì khó rồi. Ui, lại là mấy tên này nữa hả? Cầm đút lên. À, định uống thuốc hả? Thấy lùi lùi là biết uống thuốc rồi. Ở đây có rương nè, có đuốc, mũi tên. Cái này là đuốc, mình chỉ lấy đuốc thôi. Tại vì thức ăn thì mình có mang theo thịt gà rồi ấy, nên không cần lấy thêm đâu. Rồi giờ thì tiếp tục xuống phía dưới thôi. Ôi, tính ra chỗ này thấy nhỏ vậy mà ở phía dưới này nhiều cái căn phòng ghê luôn á. Rồi tiêu diệt hết, tránh trường hợp mấy tên này uống máu lại. Lại đây. Định dồn mình vô góc hẹp hả? Không dễ đâu. Uống thuốc nè, chơi mà uống thuốc. Rồi thì tiêu diệt nó bên đây trước cái đã. Ôi, chưa gì đã gặp một cái công trình lạ rồi nè. Không biết trong đây có boss không ta? Mình nghĩ nãy giờ đánh sâu như vậy rồi nè, chắc cũng... Ủa, hình như là tên đây là Trummer nè, tên này là Prospector. Hình như đây là tên quản ngục ở trong đây các bạn ơi. Hắn rơi ra cho mình... Ủa? Nè, hắn rơi ra cái sẻng nè. Có sắt, luli, vàng, kim cương, emerald, có đủ loại luôn. Có cả bánh mì để ăn nữa. Ui, ai bắn gì đó? Ở đây có emerald, sắt vàng, redstone và hai cái đe. Hai cái đe thì mình sẽ lấy về đi. Nhà mình vẫn chưa có đe nữa, mang cái này về dùng. Rồi, và đây là cái khu vực đào mai đúng không? Ừ, hình như là vậy các bạn ơi, đây là khu vực đào bới của mấy cái tên này. Ui, thợ mỏ ra quýnh mình ơi. Ô, mấy tên skeleton thợ mỏ. Ồ, thì ra đây là khu vực làm việc của mấy tên này. Ô, giờ mình mới để ý á. Rồi, giờ thì tiếp tục đi thôi. Hướng này đi rồi hả? Để coi còn hướng nào đi nữa không ta? Đây còn đường nè. Ồ, nó lại dẫn tới một căn phòng khác nữa. Bên kia vẫn còn các bạn ơi. Rồi, chạy qua lẹ để không thôi bắn trúng là rớt xuống phía dưới á. Thập đuốc lên. Đúng đấy, giúp. À, đây là phòng ăn hay sao rồi? Mình đánh một hồi tới cái phòng ăn rồi. Được á. Phòng ăn rồi, thức ăn đâu? Tới phòng ăn mà... À, đây là lò bếp nè. Ồ, đây là kho lương thực của bọn chúng hay sao? Ừ, mình sẽ chôm thịt gà đi. Đến đây mà không chôm đồ về thì hơi phí á. Rồi, đi tiếp thôi. Trong lò thì... Ủa, trong lò có than. Gì, chôm than về nấu luôn. Nó có vàng nữa chứ. Nấu ăn mà đâu có vàng ở đây á ta. Rồi, nhặt ít kinh nghiệm này và trở lên thôi. Ồ. Ủa, mấy tên này làm gì mà bị nhốt trong đây rồi, tội nghiệp vậy. Đây, giải thoát nè. Ồ, mình giải thoát phát đi luôn kìa. Ui, mới chạy mà. Dòng mơ bội nghĩa hả? Dám quánh ngược là mình. Đánh lén nè. Này thì dám dòng mơ bội nghĩa. Mới thấy quay đầu chạy, mình vừa lại gần cái là quánh mình liền. Kiểm tra kỹ trong mấy cái bức tranh này, nhiều khi nó lại giấu cái cửa bí mật á. Ồ, tới một chỗ gì lạ nữa rồi. Wow, cái này có rất là nhiều sách nè, nhưng mà không có cái bàn anh chanh. Ủa, tên này skeleton mặc cái giáp gì ngộ hả? Rất là khỏe luôn. Wow, đây là chỗ gì đây? Hình như là cái mê cung á các bạn. Đây lại có một cái cầu thang nữa. Oh, Resoner, ảnh là tù nhân á. Và bên đây là cây đuốc để mình cắm lên và... Hình như đây là tên nãy giờ bắn nè các bạn ơi. Ui, chịu hồi cái đệ tử hả? Chịu hồi nè, 300 máu mình cũng quất luôn. Này thì dám nhốt cái anh tù nhân hồi nãy hả? Dám nhốt người ta xuống đây, chịu chết đi. Rồi, mình đã tiêu diệt được rồi. Đây còn có bé Chipmunk nữa nè. Bé này ăn gì ta? Nè, anh có dưa hấu nè ăn không? Lúa nè, thịt nè. Ôi, bé này không biết sao thuần phục ta.
Và trong đây có một cái cánh cổng, cái này làm cổng nether để mình dịch chuyển xuống dưới nether cũng được á. Ủa làm được luôn, làm được luôn. Trên tủ làm luôn các bạn ơi. Rồi thắp cổng lên nè. Tan tan. Đó, một cái cổng địa ngục siêu dài. Và được một cái cơ xịt bon. Cái này dùng để triệu hồi ra đàn em á. Giờ mình sẽ triệu hồi ra thử nha. Đó, được một đàn em liền. Và bên đây coi, ngọc ender và những cái khối vàng. Cái này thì được nè, mình sẽ lấy về. Bên đây thì bánh mì với thịt thôi. Và mình sẽ vứt bớt cái thanh sắt, cửa sắt nè. Lúa mì thì chắc mình sẽ vứt luôn. Dưa thì chắc mình sẽ lấy về để có gì mình nhân giống ra ấy. Rồi giờ thì đi xuống nether thử nha. Hồi hộp quá, không biết ở dưới có nguy hiểm không nữa. Nhưng mà mình sẽ xuống dưới thử xem như thế nào. Rồi tới đâu đây? Tới đâu đây? Làm ơn đừng giữa hồ lava nha. Úi, lâu vậy. Wow, chưa gì thấy spawner với một công trình gì lạ rồi. Hình như cái này là cái Nether Fortress ấy. Ủa dưới này còn có mấy cái quặng lạ lạ nữa. Để mình xuống dưới thử. Và xuống này tốt nhất là nên bay đi các bạn ơi, chứ đi bộ nguy hiểm lắm. Rồi bay nè. Và xuống dưới. Ui ui ui, xuống dưới thôi. Coi coi ở đây có quái gì thứ dữ. Ui con gì thấy ghê vậy. Ui con gì á. Kill me. Ây da, mình bị cháy rồi. Không được, mình không thể bị tiêu diệt ở đây được. Cố lên. Phải tiêu diệt tên này. Chịu thua đi. Rồi, mình đã tiêu diệt một tên là QB gì rồi. Và mình có nhặt được một ít đồ nè. Coi hắn rơi ra tiền, khói redstone. Ui cái đó thì được á. Đúng rồi, được hai khói redstone liền. Rồi bay lên đây. Ô, cái này là binh đoàn zombie pigman. Ui mấy tên này còn nuôi heo dưới. Ấy da, còn chơi gậy lửa nữa. Ui mấy tên này nuôi heo ở dưới này. Ồ, coi thứ nào, chỗ này có chỗ nào quý giá không để mình. Ui con gác cái gì á. Ờ nhớ cái này cái spawner. Ồ đúng luôn mà em mà mình để ý. rồi mình sẽ lấy kim cương cũng như làm ít cái khói vàng về. Dưới này còn gì không ta. Ở đây còn cái giùm bà biết mẹ nè. Ui mình quýnh mấy. Ui chết rồi, tên này là đồng minh với tên kia rồi. Ấy da. Ui chết rồi, mình chọc giận tộc zombie Batman rồi. Vậy là mình bị dí ở dưới này rồi đó. Giống như là mình bị truy nã vậy đó các bạn. Đi đâu cũng gặp hết đó. Nhưng mà giờ thì mình cần phải ăn vô một cái đã. Cái này quýnh đau quá. Ở đây còn có một cái... Ui, zombie Batman boss nè. Đây mới là boss trong khu vực này nè. Tiêu diệt. Ui, 500 máu lần. Ây da, ui. Ui, hắn chơi gậy lửa. Mình chưa có tấn công từ xa được. Tạm thời ta sẽ tha cho ngươi đó. Khi nào mà ta có cái đồ cán lửa ta sẽ quay trở lại. Đợi đấy. Rồi giờ thì tìm cái cổng nether và trở về thôi. Nguy hiểm quá. Mới xuống thôi đã gặp với thứ dữ rồi các bạn ơi. Biến thành người lại nè. Rồi chui vô cánh cổng về thôi. Vẫn còn toàn mạng trở về các bạn ơi. Và giờ thì mình sẽ đi lên khỏi khu vực này. Và chắc mình sẽ về nhà một chuyến đi. Rồi sau đó mình sẽ dọn dẹp đồ rồi trở lại tiếp tục khám phá nha các bạn. Mình đã trở lại rồi đây, giờ thì mình sẽ tiếp tục đi khám phá nha các bạn. Và bên đây có một cái pho tượng gà hay sao nè. Ở đây thì có rất là nhiều những cái chỗ như vậy. Và hình như đây là nhà của YouTuber. Đúng rồi, đây nhà của YouTuber thích ăn thịt gà nè. Và Attack Squid. Ui, mấy con mực này biết tấn công. Ui, con rắn nước kìa, rắn biển chứ. Sea Viper. Nó nhìn rất là giống con rắn biển luôn các bạn ơi. Rắn biển nè. Ui da, nó mạnh quá. Ui, nhìn nó vậy thôi chứ nó mạnh thiệt. Thì mình sẽ thử biến thành một dạng khác coi. Hồi nãy mình mới tiêu diệt được một con QB nè. Đó, thì mình sẽ thử biến thành coi. Ui, sao mình lùn vậy. Ui, mình gần chết rồi. Không biết mình quánh. Ui, ở dạng này chắc mình quánh không lại đâu. Mình đang bị mất máu nhiều quá. Làm liều luôn. Ui, thôi. Thôi xin lỗi. Thôi quýnh không lại rồi. Thôi biến thành con này rồi đi thôi các bạn ơi. Kệ nó đi, khi nào mà mình. Ui con này nó mạnh quá, nó giết hết mấy con mực rồi. Ui có cua kìa. Ý, cua. Cua nè, bây giờ ui.
Ui thôi thôi thôi, cua nó cũng mạnh vậy hả ta? Ui giờ mình yếu quá, mình quýnh không lại con cua nữa. Và đây là cái nhà của bà phù thủy băng hay sao nè, đúng không? Chuẩn luôn, chuẩn luôn. À mà quên, không được không được. Mấy bà phù thủy giờ giận mình hay sao rồi? Hôm trước mình bị bà phù thủy bóng tối đánh á. Bà đánh xong cái bà lôi cái quả cầu bóng tối bà hút mình vô trong nữa chứ. Rất là nguy hiểm. Và ngoài này còn có một cái thuyền nữa hả? Ô, thuyền cướp biển. À, mình gặp cướp biển nè. Rồi, vậy là tàn đời mấy tên cướp biển này rồi. Mình tới đây. Ủa, thủy thủ đâu? À đây, thủy thủ trong thuyền đây. Rồi, biến hình thôi. Biến thành ai đây ta? Zombie Big Man thì kháng được lửa nè. Coi dạng nào mà tốt á, để mình biến coi. Dạng nào ta? Ui, nhiều dạng quá, mình không biết biến dạng nào nữa. Đây, Queen of Swords nè, cái con skeleton gì nè. Tên tên. Rồi, lại một con skeleton đi. Chiến đấu thôi. Dạ, vô đây. Ui, mấy tên cướp biển này, có súng. Cẩn thận nào, còn biết uống thuốc nữa. Hình như mấy tên này đều có khả năng uống thuốc để chữa bệnh các bạn ơi. Ây da, súng bắn đau quá. Chém không đau nhưng mà súng bắn đau quá. Bắn súng nè, dùng hai kiếm đặt thì mới mau tiêu diệt được. Ui chết rồi, kéo bầy đàn vô đây rồi. Đừng có móc súng ra nha anh bạn. Ồ, mày quá. Tiêu diệt được rồi. Giờ thì ăn thôi. Và trong đây có Emerald. Còn mấy cái rương này mình phải kiểm tra kỹ á. Trong đây nhiều rương lắm. Ê, đuốc nè, đuốc lấy được. Bánh, sắt và redstone. Rồi, bên đây thì có sắt, than, bánh mì. Rồi, đi tiếp thôi. Ui, sao máu mình lâu hồi vậy ta? Ui, bắn súng, đừng giỡn vậy. Ui, đừng giỡn với súng mà. Ui, sao dạng này yếu vậy? Ui, vô. Ô, mấy tên này có súng rồi, chơi kỳ quá. Chơi mà lấy súng bắn người ta. Lấy súng bắn người ta hả? Dám. Ui, súng hả? À, không, mấy người là mấy cái Emerald thôi. Tưởng đâu súng mình sẽ dùng súng tiêu diệt mấy tên này luôn. Cái tội dùng súng tiêu diệt mình hả? Rồi, đập hết mấy tên này. Này thì cướp biển nè. Ui, tên này như đi qua không được đúng không? Ui. Ủa, tưởng đáng ra phải đụng đầu chứ. Cao vậy đáng ra phải đụng đầu nè. Ủa kỳ vậy ta. Vậy là mình tính sai rồi, tưởng đâu mấy tên đó đụng đầu. Và bên đây có cái vạc chứa gì đây? À, chứa nước để uống à. Ồ, mấy tên này cũng tính toán kỹ đó. Rồi, tiêu diệt mấy tên này nè. Và đây chính là cái chỗ bắn đại bác của mấy cái tên cướp biển nè các bạn ơi. Một xíu thì mình sẽ lấy TNT qua đây rồi bắn thử nha. Rồi. Và bên đây có rất là nhiều quái vật. Nhất là con Reaper đó, nó sẽ nổ banh cái thuyền mất. Nên mình sẽ tiêu diệt nó trước. Và kế tiếp đó chính là những cái tên cướp biển trong này. Này thì cướp biển nè. Cướp biển hả? Uống thuốc ai cho? Rồi, cắm đuốc lên. Ui, cái này không chỉ chứa cướp biển mà còn chứa zombie nữa. Zombie vô đây. Vô đây nè, ui. Jack Reaper nè. Này thì Reaper nâng cấp hả? Ủa sao nãy giờ mình vẫn chưa gặp cái tên thuyền trưởng ta? Mình phải gặp tên thuyền trưởng thì mới nhặt được đồ xịn. Tên thuyền trưởng nó nhẫn tâm nghe luôn á. Ui, Reaper nổ rồi. Ui, may quá, không sao. Và phía dưới này còn một căn phòng nữa hả? Ui, phòng này là phòng chứa lũ mìn. Ủa, phòng chứa TNT. Ây da, dám quýnh mình nè. Hai chặt là chết nhá. Chịu thua đi. Mình sẽ tiêu diệt hết lính lát của cái tên thuyền trưởng này. Sau đó lên tiêu diệt hắn sau nhá. Rồi, còn vài tên thôi. Né. Tránh né. Ây da. Ui, né vậy mà bắn không trúng nữa hả? Tên này thiện xạ vậy. Rồi, mấy tên này chịu thua đi. Mấy tên này có 30 máu thôi. Nhưng mà cũng rất là khỏe các bạn ơi. Kiếm mình không mạnh như vậy thì rất là khó để tiêu diệt á. Rồi, đã xong rồi. Giờ thì mình sẽ trèo lên trên để có thể tiêu diệt cái tên thuyền trưởng nha. Nãy giờ tên thuyền trưởng chắc đang ha, hóng hớt mình đi lên lắm á. Nên mình sẽ lên tiếp đãi hắn mới được. Rồi, giờ thì biến thành một cái con gì đó bay được đi. Đây, con Matip tiếp đi. Rồi, sau đó bay ra ngoài. Ui, đằng kia có chỗ gì tiên ti không kìa. Tên thuyền trưởng đâu ta?
À đây 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 kìa, B-Ray Captain, nó tên đó sẽ rơi ra đồ tốt cho mình đó. Giờ chắc mình sẽ trèo lên nóc nè, chuẩn bị tinh thần thôi. Lần này thì mình sẽ biến thành ai đây? À, biến thành à, zombie đi, biến thành zombie đi. Đó. Thì giờ mình sẽ biến thành zombie để có thể tiêu diệt được cái tên thuyền trưởng này nhá. Rồi mượn sức mạnh zombie và chiến đấu thôi. Ủa? À không, tưởng đâu hắn chết rồi chứ, ai dè hắn tàn hình. Hắn phân thân ra nè. Chịu thua đi, 500 máu đâu có nghĩa địa gì với mình đâu. Giờ thì mình sẽ ui, tiêu diệt ngươi. Tạo ra phân thân làm gì, đâu có sống được đâu. Rồi hắn còn rơi ra cho mình một cái cây kiếm nữa kìa. À, coi coi cây kiếm này, Ninja Dagger, cái dao của ninja. Và cái dao này nhìn dễ thương nhỉ. Ui, cái thanh dao này mình có thể áp sát được nè. Đó, mình có thể dùng nó để áp sát được, nhưng mà mau hỏng lắm. Và được một cái cây musket. Cái này dùng để bắn hả? Ủa, cái này như dùng để bắn đó mọi người. Ừ, nhưng mà phải cho đạn vô mới được, quên nữa mình đâu có đạn đâu. Một cái scouter, cái này dùng để làm gì đây? Chưa hiểu công dụng của nó cho lắm, nhưng mà mình sẽ cất đi, về nhà tìm hiểu sau. Rồi, kế tiếp là gói vàng. Một cái túi gì đó. Cái túi này hình như là dùng để chứa mấy cái lọ thuốc của mình. Vậy cái túi này tiện nè, khi nào mình có nhiều vật liệu hơn đó thì mình sẽ chế tạo thuốc và cho vô cái túi này, nó sẽ đỡ choáng cái không gian của mình hơn. Bên đây thì một ít cái đồ linh tinh thôi, nón kim cương mang về nè, và cuối cùng là một cái teleport stone, cái đá dịch chuyển. kim cương vàng, rồi lấy về. Nói như là đây là toàn bộ gia tài của cái tên thuyền trưởng đó các bạn ơi. Thấy vậy thôi chứ cũng khá là ít đó. Giờ tôi sẽ tiêu diệt nốt mấy đàn em của hắn thôi. À mà khoan, dùng cái cây kiếm này giết mới nổi. Cây kiếm đang gờ đó yếu xìu à, sao mà giết được. À sẵn tiện đây mình sẽ test thử cái cây này luôn coi. Nó 7 đam nè. Đâm người nè, đâm người nè. Ui, ui cây này yếu quá, không được không được. Vậy là test test kiếm, ủa test cây súng hồi nãy, từ từ đi. Rồi. Ui, tiếng bò đâu vậy? Ủa sao mình nghe tiếng con bò ta? Tự nhiên mình nghe tiếng con bò luôn. Thôi kệ nó đi, giờ mình sẽ biến lại thành cái con Matisse tiếp nha. Đây, rồi. Và khám phá bên đây coi cái chỗ đó là chỗ gì trước cái đã. Exploding TNT, hình như đây cũng là một YouTuber nữa nè. Rồi thăm YouTuber này luôn, xuống dưới coi. Hình như YouTuber này chuyên về làm về phim Minecraft á các bạn ơi. Và trong này thì có Obsidian. Tiền thì chắc mình sẽ không cần đâu, tặng YouTuber này luôn đi, nhà mình nhiều tiền lắm rồi. Rồi, không biết mình có nên phá không ta? À, mà thôi đi, nhà của người ta mà, mình phá gì đâu có hay đâu. Giờ thì biến thành con bướm đi, tại vì trong đây nhỏ quá nên mình không có thể nào mà biến thành con Mastiff được. Giờ thì lên đây nè, mình mới biến thành cái con Mastiff được nhá. Rồi, Mastiff đâu ta? Đây, Mastiff đây. Và đây được. Ồ, đây có một cái thuyền mới nữa. Ừ, được được, mình sẽ lại đây và tiêu diệt cái tên thuyền trưởng thôi. Còn mấy tên thuyền viên thì chắc mình sẽ không tiêu diệt đâu, tại vì chỉ có tên thuyền trưởng là cho đồ tốt mà. Rồi biến lại thành người nè. Thuyền trưởng này thì mình sẽ tiêu diệt ở dạng bình thường nhá. Mấy tên lính ở trên thì sẽ tiêu diệt trước, tránh trường hợp vô đánh tiếp cái tên thuyền trưởng ấy. Mình chỉ muốn có một trận chiến công bằng với tên thuyền trưởng thôi, nó không bị quấy rầy bởi mấy tên này. Rồi thuyền trưởng đâu, tiếp chiêu đi, tiếp chiêu nào. Thuyền trưởng hả? Thuyền trưởng thì cũng cũng phải chịu thua thôi. Ấy da, à thì ra dịch chuyển ra đây hả, dịch chuyển ra đây hả. Thuyền thuyền trưởng nè, thuyền thuyền trưởng nè. Ui chạy kìa, ui mà khoan, không cho hồi máu, không không cho hồi máu, không cho hồi máu luôn. Thuyền trưởng mà chạy hả, ôi thuyền trưởng này kỳ quá, chơi mà chạy rồi. May mà mình tiêu diệt kịp á. Và trong đây có ngọc Ender, ngọc lục bảo và ít sắt và than. Ngọc lục bảo nè, một cái đĩa nhạc. Thôi để nhạc không lấy đâu. Bên đây là than cũng như là thị trưởng này nghèo quá à, không cho đồ gì tốt hết á. Được một vài thứ lên tài anh tin thôi.
Thôi kệ đi, dù sao mình cũng đã đánh bại người ta rồi, không nên chê đâu. Rồi giờ thì chắc mình sẽ đi về nhà thôi các bạn ơi. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã giải cứu được cho một bé sói trong một khu đào mỏ, cũng như là đánh bại được hai cái tên thuyền trưởng của hai con tàu cướp biển. Trong thời gian sắp tới thì mình sẽ tiếp tục đi khám phá về những hướng còn lại, cũng như là tìm những cái khu vực có boss để tiêu diệt nhá. Và cảm ơn tất cả bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả bạn ở những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.